thì nó không đơn thuần là chúng ta chọn đơn giản mà các bạn phải dùng đến biểu thức where. Trong này where, các bạn thấy người ta để nguyên cái này nằm trong dấu dấu ngoặc vuông thì đôi khi không có. Vậy lúc nãy chúng ta đã không có rồi, chúng ta mới chỉ là chọn cái gì từ đâu, còn điều kiện thế nào thì chúng ta chưa chọn. Vậy chỗ này chúng ta sẽ chọn điều kiện condition, có so sánh and or like between in is đó. Như vậy đây là những cái mà chúng ta dùng từ khóa để so sánh. Giả sử chúng ta so sánh lớn hơn bằng nhỏ hơn, mấy cái này quen không? Quen. Vậy bây giờ mình sẽ thực hành. Trong này nó có một cái bảng mà mình có thể sử dụng để so sánh được. Ví dụ mình tìm cái nào mà có số giờ trên 100. Kịp không? Số giờ trên 100 nghe. Như vậy chỗ này cái lệnh này của mình copy ra. Như vậy chỗ này các bạn sẽ có thể tách cái lệnh này ra giúp thầy dễ nhìn. Cứ mỗi từ khóa là select from where order by group by, các bạn sẽ tách ra từng từng dòng chúng ta dễ nhìn. Vậy chỗ này chúng ta sẽ dùng từ khóa là where. Điều kiện là gì? Nãy mình nói là gì? Số giờ lớn hơn bằng 100. Số giờ lớn hơn bằng 100. Mình chạy đây được không? Lý do sao được? Nó tính từ đây, dấu chấm nè, là đầu một lệnh, đến dấu chấm phẩy là kết thúc một lệnh. Cho nên nó chỉ nói là thực thi cái lệnh, cái cấu trúc, statement là cấu trúc đang có con trỏ hiện hành. Đặt đây cũng được, đặt đây cũng được, thì nó cũng đều thực hiện cái lệnh này hết. Và các bạn nhìn dưới đây rất là rõ ràng, select cái gì, từ đâu, điều kiện thế nào, được không? Rõ ràng ha. Bây giờ thầy sẽ tìm từ 200, từ 100 đến 200. Lớn hơn thì được rồi đó, nhỏ hơn thì được rồi. Bây giờ chúng ta sử dụng từ khóa pick win cái gì? Trăm đến 200. Số giờ pick win and 100 đến 200. 120. Dễ không ta? Nói gì ghi đó à? Đúng không? Đó, nói gì ghi đó nè. Tìm gì? Lấy tất cả từ quản lý dự án với điều kiện số giờ từ 100 đến 200. Dễ không? Dễ quá luôn á. Nói gì ghi đó. Mà quan trọng là biết nói gì, phải biết người ta nói cái gì. Chứ còn khi mà đã biết nói gì, đã hiểu rồi thì dễ ha. Nói gì ghi đó. Như vậy mình đã dùng được toán tử lớn hơn bằng, lớn hơn, nhỏ hơn. Được không? Và cái này chúng ta sẽ xử lý với kiểu dữ liệu số hoặc ngày tháng. Được chưa? Còn nếu là chuỗi thì không dùng lớn hơn bé hơn được nhé. Bây giờ chúng ta thử đi, thử để coi nó ra cái gì. Bây giờ mình không có dùng cái giờ nữa, mà mình sẽ dùng bỏ cái lệnh này đi.
Chú thích làm sao ta? Muốn chú thích. À, cần trốn. Xuyệt sắc. Xuyệt sắc. Thì nó trừ trừ. Tức là chú thích. Ở chỗ này, chúng ta không có quản lý dự án. Mà chúng ta sẽ lấy nhân viên đi. Chúng ta sẽ xem thử là có được cái gì trong nhân viên để mà thực hiện nào. À, có lương. Ok. Có tên. Tên. Tên Cường, tên Lan, tên Bảo. Ví dụ như chỗ này mình sẽ where tên. Tên nhân viên lớn hơn. Thử coi. Thử coi. À, Lan. Hồi nãy thầy nói gì? Tên lớn hơn Lan. Những bạn này T T L Nga Quang lớn hơn Lan. Bằng Lan. Có Lan. Bằng Điệp. Nhỏ hơn. Được không? Như vậy thì ở chỗ này, đối với tại sao mà nó kiểm được, thì chỗ này nó xem ký tự là một character. Và character là ký tự nằm trong dạng byte. Từ 0 cho đến 255. Cho nên nó mang ra nó so sánh bằng. Được chưa? Đó, như vậy mình cũng có thể sử dụng kiểu này. Nhưng mà thường chúng ta cũng có thể đôi khi nghịch. Chúng ta có thể kiểm như vậy. Nhưng mà thường chúng ta nếu như mà tên thì chúng ta sẽ nói như thế này. Tên nhân viên like cái gì? Có chữ B phía trước không? Ai mà có chữ B phía trước là thấy vui rồi. Bảo. Trong công ty có một người có chữ B phía trước. À, rồi, ví dụ có người có chữ giờ phía trước, coi có Dũng có gì đây không? Rồi, những người nào mà có tên Dũng tên gì đó thì thôi, mình không gần, bởi vì đi coi bói ông thầy ông nói thế. Chữ T có 3 chữ T. À, Toàn, Thi, Thúy. Có 3 chữ T. Được không? Như vậy mình thấy cái từ khóa like. Bây giờ giả sử Mình tìm tên mà có ký tự thứ hai là chữ A. Ký tự thứ hai là chữ A. Ví dụ tên gì? Lan. Bảo. Ok, chính xác. Như vậy làm sao? Hả? Nếu như bạn nói rằng phần trăm A, thầy nghe. Nó ra gì? An, Bảo, Lan, Toàn, Nga, Hoàng, Quân. Đúng không? Vậy thế nào mới đúng? Phần trăm là đại diện nhiều ký tự. Mình thử chấm hỏi coi. Chấm hỏi sao không được ta? Vậy làm sao mà nó được? Hai á. Chuyện gì? Trong tin học căn bản thì mình dùng
dấu chấm hỏi là đại diện một ký tự, dấu sao đại diện nhiều ký tự, nhưng mà trong MySQL thì dấu phần trăm là đại diện nhiều ký tự, nhưng mà dấu shift gạch là đại diện một ký tự. Như vậy ký tự đầu cái gì cũng được, ký tự thứ hai là chữ A, được không? Ví dụ ký tự thứ ba là chữ A thì hai cái shift gạch thì có toàn, nghe, hoàn, quân, được không? Như vậy mình muốn ký tự nào thì mình sẽ điều khiển nó, dễ không? Quá dễ. Như vậy mình đã có gì rồi? Lớn hơn bằng, bé hơn bằng, like and là cái between hồi nãy là mình dùng and rồi đó. Cái gì nữa? In it là ký tự đại diện. Đây mới là cái đỉnh nè. Đây mới là đỉnh nè. Vậy mình sẽ hỏi thử rằng trong này ông thầy bói bây giờ ông khó tính hơn. Ông nói là nếu mà đứa nào mà có tên bắt đầu bằng chữ B hoặc chữ D. Chữ D hồi nãy có ai không? Chữ T đi, có toàn. B và T thì tránh ra nè. Rồi chạy thử coi. Sao không có? Bây giờ B thôi. Lại B bảo lại B B bảo đại diện một ký tự đơn được liệt kê trong bảng, đúng mà. Trong khoảng thì trong khoảng này thì nếu như mà có chữ H thôi thì nó được, còn nếu mà ở đây ví dụ như B đến T vẫn có mà. Ví dụ như mình trong khoảng từ A đến Z luôn. A đến Z luôn thử coi. Cũng luôn. Nôn. Rồi từ A. Tên A là An, lương lai HT
MySQL lệnh like đi ha, like trong select SQL. Này SQL Server hình như là MySQL nó không hỗ trợ phải. SQL Server rồi, ký tự đại diện ok, trong MySQL không thấy nói.